Đây, xin chào mấy chú mấy anh yêu đàn. Hôm nay test cái đàn guitar giá 900.000. Cái đàn này của hiệu đàn Đức Thịnh, cái đàn Việt Nam ha. Cái đàn của Việt. Giờ để camera ngược ngược nên nhìn nó giống tay trái nhưng mà cái đàn này là tay phải ha. Đây, cái đàn này ngoại hình thì nó rất là ít sai. Có thể gọi là 98%. Cái đàn này mới thì tại shop nhạc bán khoảng 1.800.000. Cái này là qua sử dụng, qua một đời chủ nhưng mà ít xài nên nhìn cái mấy cái màng này vẫn chưa gỡ luôn nè, nên nó cũng như mới luôn. Mấy cái mạc của cái khóa nè. Về âm thanh thì đàn Việt Nam thì này tầm 900.000. Nó giá cả nó rất là phải chăng phù hợp. Này chỗ nhà cầu Thiên Thành ship toàn quốc ha. Chi phí ship thì nó tùy theo địa phương, trung bình thì khoảng 100-150. Tại vì đóng gói đàn guitar này đáng đóng gói khá là cẩn thận nên nó tốn thêm cái phí gọi là cồng kềnh, nhưng mà để bù lại thì nó an ninh an toàn, chứ còn nó nứt nó bể cái đàn của mình thì nó không có giá trị. Rồi, xin cảm ơn. Anh chị cô chú đặt hàng thì có thể liên hệ qua số Zalo, số điện thoại nhà cầu Thiên Thành ha. Rồi, xin cảm ơn.